Em xin chào tất cả bà con mình nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Chim Sắt Đức Thắng nè. Em lên tiếp tục cho anh em một con máy nằm và máy chưa dọn anh em. Nay có nền thừa. Nền thừa thì dọn cái đống này không biết chừng nào hết. Này thật sự là không biết chừng nào mà hết luôn. Nhưng mà nãy chạy được hai cái hả thừa? Chạy được hai cái là máy về nó đã chạy sẵn anh em ơi. Cái lô này về thấy nhẹ nhàng quá. Đây em sẽ quay chi tiết cái con mà em lên anh em mình, nếu mai có tay nghề ha anh em lưu ý, có tay nghề hoặc biết chút chút về bên mấy cái dòng máy nhập bãi này thì mình hả mua. Tại vì lý do máy này là em chỉ bao hơi bao lăng cho anh em mình ha, mà nhưng thông thường em nói với anh em để anh em từng, nếu mà anh em nào từng làm bên máy bãi thì anh em biết rồi đó, đa số những cái dòng máy nhập bãi về mà nó còn lăng thì anh em xử lý nó rất là nhẹ. À, ngoại hình em lên cái máy này là cái N80. N80 gió ba dê nè anh em. Máy thì em bán theo hiện trạng vậy nè. Là em hoàn toàn chưa mở bên trong ra luôn. Nó còn nguyên si vậy nè. Nhờ con mở nắp dầu ra giùm Dân Út coi con. Đây N80 nè. Hoàn toàn chưa chùi rửa gì hết. Em quay cho anh em nào cái ly dầu thì em thấy nó bị bể nè, nói chung ly dầu này thì em tặng anh em không có vấn đề gì chứ. Anh em bán nhóc dầu dính chứ nhá. Cái này em bán nhóc nhưng mà tay khóa dầu thì nó gãy nên anh em lưu ý nha. Nếu anh em muốn làm máy này chạy thì em bán giá khác, còn cái máy chưa làm nổ thì em bán giá khác ha. Em sẽ ra hai cái mức giá cho anh em mình tham khảo, ví dụ anh em có lựa chọn cho mình rồi cái máy đó dọn cho anh thì em sẽ đặc biệt em dọn riêng cái máy đó cho anh em bà con cô bác mình, nếu mà sợ về rồi dọn không có đồ đồ thay rồi hen. Nhưng mà đối với những cái dòng máy Nhật thì nó đơn giản lắm anh em ơi. Dòng máy Nhật bãi máy nào nó còn lăn hơi nó còn tốt là anh em dọn nó rất là nhẹ. Nhờ con lấy cái vít nhỏ gì qua giùm dượng ơi, chú ơi cứ cạy cái lọc dầu này lên đi, để mình bán cho bà con là bán máy nằm nên cần nó rõ ràng tí xíu. Sợ nhiều khi cái thùng dầu nó tệ quá thì bà con mình về không có đồ mình thay, để cho chắc ăn là em chạy cái ấy lên luôn, chạy cái lượt dầu lên nghe coi nhìn cái nó làm sao. Con móc cái này con vít cái lượt lên nhìn mắt. Ừ đúng rồi, quá hay. Cái thùng dầu thì em không biết dưới đáy làm sao, nhưng mà hiện tại là nó khô dầu và nó đóng đen thù lùi, mà em không biết nó có xét không nha. Đưa bắt mượn nó dứt cho con, để em cạo cạo nó rồi để em nói cái thông số nó chính xác cho anh em mình. Cái chỗ em cạo ra thì thấy nó lồi cái sáng ra đó. Cái này em nghĩ là nó đóng dầu mà dạng như lâu ngày nó khối lên em ạ, chứ nó không có mục. Anh em nhìn nha, cái đóng đèn thù lùi em cũng, nó thật sự là em, cái dấu em cạo thì nhìn thấy rất là sáng nè. Em cạo thì nó lồi cái sáng ra đó. Nhưng hiện trạng là cái thùng dầu nó không còn dầu. Không còn dầu thì nói gì nè anh em, hoàn toàn không có gì hết. Đây có cái hết, để em làm đẹp quá. Cái này là cái gu của chú Hoàng ở, em có một chú khách rất là mê cái dòng 75 này dữ lắm luôn. Không biết ông bữa nay có nghe được cái video của em không chứ ông mê dòng 75 này dữ dằn lắm. Ngoại hình thì máy nó về đây, hôm sau nó còn có tum. Nói chung là nguyên bản, để em coi nó còn lăn hay không có hết. Này nó nặng hơn vợ em nè. Ù, hơi dữ ta. Nhà con lăn lăn giùm bác coi chị. Con lăn lăn cái máy này giùm bác coi con. Cái này là người ta kêu còn nguyên zin đất Nhật nè. Lấy hai tay con lăn coi. Ừ.
cái này nó còn hơi nhỏ yếu rồi nè, anh em nào có làm mấy này thì chắc phải mở cây xúc bắp ra mình vỗ rồi đó, nếu hơi nhưng mà nó còn lăn, anh em lưu ý nha. Bên cậu này nha, em rồi cái nắp thì lát nó còn bén không. Máy này trông đẹp. Máy còn đẹp đó mình nha. Cho ra máy này còn đẹp. Này nói chung là em nói anh em mình nó ghim toàn tập, nó chỉ mới về thôi. Anh em nào làm được cái máy này ha thì em cũng báo giá anh em mình luôn. NS80. Vô á. Bao gì? Máy chưa nổ. Bao anh em là bao lăn. Bao lăn chứ không phải là cứng nha anh em. Bán anh em là 4,5 triệu em bao ship ha. Anh em nào làm được cái máy này thì hú em. Đó, nó gì đó. Hiện trạng sau thì em bán đi bon gì. Anh em ví dụ như có tay nghề anh em lưu ý nha, có tay nghề thì anh em không mua. Còn bà con nếu mà không có rành, ví dụ như em nói máy này đi, ông Thắng ơi dọn rành cái máy này. Cái máy nữa 80 mới lên là dọn là giá bao nhiêu thì em cũng báo rõ với anh em mình luôn. Cái này nếu em dọn lên cho anh em bao nổ thì giá bán nó là 4,5 triệu, phí ship là 400. Anh em lưu ý nha. Anh em nhìn cái này là chắc ăn vỗ vỗ xuống bắp chạy mất tiêu rồi anh em ơi. Thường thường nếu mà máy anh em dọn cực là cái trụ ga này nó cứng nè, trụ ga cứng chứ nó không còn lăn. Còn máy này anh em nhìn lòi soi mới nè, này chắc chắn anh em về dọn rất là nhẹ. Anh em nào làm được cứu em ha. Máy này em bán cho anh em là 4,5 triệu bao ship, anh em lưu ý giùm em. Thôi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em ơi, chào tạm biệt anh em.